đình Vân Quang Long đồng ý phát trực tiếp lễ viếng tại Mỹ. Chiều ngày 29 tháng 12 theo giờ Việt Nam vừa qua, ca sĩ Vân Quang Long, cựu thành viên nhóm 1088 đã đột ngột qua đời tại Mỹ vì một cơn đột quỵ, hưởng dương 41 tuổi. Vì tình hình dịch bệnh nên gia đình Vân Quang Long không thể đưa thi hài của anh về Việt Nam mà phải hỏa táng tại Mỹ. Trước khi hỏa táng, gia đình có tổ chức một lễ viếng kéo dài 2 ngày cho Vân Quang Long. Mới đây, gia đình Vân Quang Long đã đồng ý cho livestream lễ viếng và lễ hỏa táng để khán giả mọi nơi cùng được chứng kiến. Trên kênh YouTube của danh hài Nhật Cương, ca sĩ Hàn Thế Tú được cậu ruột Vân Quang Long ủy nhiệm truyền đạt: "Ngày mai chúng tôi bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho lễ an táng và lễ viếng cho người bạn đặc biệt của tôi là Vân Quang Long. Tôi xin thông báo với mọi người rằng sẽ có một kênh trường thực trực tiếp lễ an táng Vân Quang Long, để những người yêu mến Vân Quang Long có thể xem được và biết đám tang diễn ra như thế nào. Ý kiến này chúng tôi đã họp với cậu mờ, người thân trong gia đình Vân Quang Long tại Mỹ và được sự đồng ý của họ. Gia đình chúng tôi muốn để khán giả xem đám tang tại Mỹ và đó là nguyện vọng từ mọi người. Anh em chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, làm hết tất cả nơi xứ lạ quê người này để có được đường truyền tốt nhất cho những người thương Long nhưng ở xa, không được đến tận nơi để viếng cậu ấy. Đó là những gì anh em chúng tôi ao ước, mong muốn. Chúng tôi muốn mọi người thân thương thấy được những ngày cuối đời của Long." Chị hai của Vân Quang Long tại Mỹ cũng nói: "Thằng em tôi qua đây, tôi là người lo cho nó. Khi nó mất, tôi vẫn muốn lo cho nó chu toàn những gì có thể. Tôi muốn khán giả, bạn bè, người hâm mộ của nó, nếu không tới được thì vẫn coi được online để thấy được em nó lần cuối và gửi những lời chúc tới em nó, giúp em nó ra đi thanh thản, được bình an nơi chính suối." Cuối cùng, danh hài Nhật Cường tổng kết: "Hiện nay tôi và Hàn Thái Tú và một số anh chị em nghệ sĩ đã có mặt tại nhà cậu mợ Vân Quang Long, nơi Long mất. Những người thân của Vân Quang Long đều có mặt tại đây hết. Chúng tôi đã họp với nhau và đồng ý livestream lễ viếng và lễ hỏa táng Vân Quang Long vào ngày Chủ nhật thứ hai, phát trên kênh Người Việt. Chúng tôi muốn khán giả của Long trên khắp nơi được chứng kiến buổi lễ viếng này để nhìn mặt Long lần cuối, cũng như gửi tấm lòng yêu thương nhất đến Long. Tôi xin nhấn mạnh, chúng tôi làm hết vì tình cảm, tất cả đều không ai làm vì vụ lợi, nên mong muốn mọi người hiểu được tấm lòng thành. Chúng tôi làm hết mình vì tình cảm, tất cả đều không ai làm vì vụ lợi, nên mong muốn mọi người hiểu được tấm lòng thành vì người đã khuất của chúng tôi." Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.